Rồi, bắt đầu vào bài nếp nếp kéo thanh đòn tập mông. Thì với cái bài tập này, điều đầu tiên các bạn cần lưu ý là hai chân của các bạn sẽ để nó hơi song song một xíu nha. Điều thứ hai là khi các bạn gập xuống á, em gập lại xuống em, cái chân của các bạn sẽ không có gập sâu xuống quá như thế này, mà giữ nó hơi ở trên cao một chút như vậy. Rồi, tiếp theo là hãy chú ý tới cái phần lưng và vai của các bạn. Nghĩa là khi tập cái bài tập này, các bạn cần phải gồng cái lực ở cơ vai, cơ lưng xô, gồng cứng cái phần bụng và bóp chặt cái lực bàn tay, và nhớ mang theo găng tay để nắm thanh đòn cho chặt và khóa cứng lại. Và sau đó các bạn mắt các bạn sẽ nhìn hơi hướng xuống một xíu để giữ cho cái phần lưng nó thẳng. Rồi, khi các bạn gập xuống hãy chú ý và căng cái phần và đẩy cái phần mông nó đi lên ở phía sau một xíu. Các bạn hiểu không? Tại vì khi như vậy các bạn mới gồng được cái lực cơ mông thì bài tập này mới vào mông. Rồi, giờ sẽ tập thử cho các bạn xem nha. Hãy lựa chọn mức tạ phù hợp với cái bài tập này. Rồi, ok, với cái bài tập này thì các bạn lưu ý là các bạn lựa chọn cái mức tạ phù hợp, và khi lưu ý khi gập xuống đầu gối của bạn sẽ giữ vừa căng phần mông ở đùi sau, kéo phần mông đẩy mạnh lên phía sau. Xuống hít vào, lên thở ra. Rồi, được rồi, được 10 cái rồi đó. Trời ơi, em nghe vào 50 cái nhảy dây. Rồi, bắt đầu vào cái động tác 50 cái nhảy dây. Thì các bạn lưu ý là khi mà các bạn nhảy dây hãy chú ý cái phần mũi chân của các bạn. Mũi chân của các bạn nó sẽ đáp nhẹ nhàng trên sàn nhà bằng mũi chân, chứ các bạn không phải các bạn đạp phần gót chân xuống sàn nhà. Lưu ý là giữ đều nhịp thở, hít thở, hít thở, hít thở, giữ đều. Rồi, lưu ý là cầm nhẹ cái dây thôi, đừng gồng chặt cái dây quá, và giữ cố định, hơi tì nhẹ phần khuỷu tay của các bạn vào người và xoay, giữ đều cái nhịp hít thở của các bạn. Tập trung nhìn kiểm soát để khi nhảy qua dây không bị đập dây. Nếu với các bạn mà mới tập, các bạn cứ tập chậm và kiểm soát để làm sao các bạn không dập dây. Cố gắng nhảy làm sao có 50 cái liên tục mà không vấp. Sau đó từ từ khi chúng ta quen hơn thì chúng ta sẽ tăng tốc, xoay nhanh hơn, phản xạ nhanh hơn. Đấy, như thế này là rất là tốt rồi. Giảm tốc độ lại một xíu, giữ hô hấp đều, đủ 50 chưa? 70 à. Rồi, ok. Rồi bắt đầu, rất đơn giản. Bắt đầu vào bài plank nhảy khép mở chân tập bụng. Với bài tập này, điều đầu tiên là các bạn hãy đưa cơ thể của các bạn về tư thế plank, dồn người về trước, hạ mông thấp xuống, sau đó nhảy khép mở chân như thế này, đáp bằng mũi chân của các bạn. Các bạn hãy giữ nhịp hít thở đều, hít thở, mỗi lần ra vô được tính là một cái. Nếu lực tập của bạn 20 cái thì bạn phải nhảy 20 lần như thế, 15 cái thì nhảy 15 lần như thế. Hãy hạ thấp mông để làm sao tập cho cảm nhận vào phần cơ bụng của các bạn ở bài tập này. Rồi, hãy tập theo lực tập và chương trình của bạn. Chúc các bạn tập tốt ở bài tập này. Bắt đầu vào bài plank nâng mông trên sàn cơ bản. Với bài tập này các bạn cần phải lưu ý là gót chân của các bạn sẽ trụ trên sàn thật là kỹ. Cái phần khuỷu tay của các bạn sẽ tì vào cái phần thảm một xíu. Các bạn có thể để thẳng tay xuống sàn, và khi nâng lên cố gắng đẩy cái phần hông của các bạn lên cao, làm sao mà giữ cho phần đầu gối, hông và lưng của các bạn tạo thành một cái đường võng hơi hướng lên trên một xíu. Và cái phần mông của bạn sẽ gồng và siết chặt ở cái phần điểm ở dưới, ở chỗ này là phải gồng thật kỹ. Rồi lúc xuống các bạn cố gắng tập làm sao để mông không chạm sàn, mông không chạm sàn, và dùng cái lực gót chân, dùng cái lực siết của cơ mông kéo và đưa hẳn xéo theo cái hướng như này. Cái hướng đi của nó nè, nó không phải là hướng này, nó không phải là hướng này, mà hướng đi nó hướng lên gì xíu, gồng siết lên, cố gắng đưa thật là cao lên. Hãy tập với số lần trên lực tập của bạn. Ok, rồi chúc các bạn tập tốt. Bắt đầu vào 30 cái nhảy flapjack set vỗ tay. Với động tác này các bạn lưu ý là hãy nhảy khép mũi chân vừa đủ, đáp nhẹ nhàng trên mũi chân, còn tay thì để ngang, giữ nguyên cái góc độ ngang ở trên này. Sau đó chúng ta sẽ khép mở, khép mở, khép mở, không hạ tay xuống, giữ đều hô hấp và hít thở ở bài tập này đến đủ số lần tập luyện của các bạn. Rồi xong. Rồi, bắt đầu vào bài xếp bụng và đá chân luân phiên chống tay trên bụng. Với các bài tập này thì đầu tiên là các bạn cần một cái bụng thấp như thế này. Sau đó các bạn có thể kiếm một cái băng ghế để các bạn giữ tay ở vị trí như thế này. Rồi, các bạn nhớ lưu ý chân của các bạn sẽ không chạm đất, và co duỗi vô với đầu gối gần chạm ngực. Sau đó sẽ đá chân luân phiên như vậy. Thì mỗi lần mà bạn co duỗi vô và đá chân thì được tính là một cái. Ví dụ bài tập của bạn có 10 cái thì bạn sẽ tập 10 lần như vậy.
hãy hít thở đều ở bài tập này, hãy tập lại theo số lần và số hiệp theo chương trình và lịch tập của bạn. Chúc các bạn tập tốt. Rồi, bắt đầu vào bài, bước tới trước luân phiên tại chỗ thập mâm. Với bài tập này các bạn lưu ý là giữ tay chống eo, giữ lưng thẳng, và khi các bạn bước tới trước hãy cố gắng giữ cái phần trọng tâm cơ thể của các bạn nằm ở giữa khoảng hai chân của các bạn. Khi xuống, đầu gối của bạn gần chạm sàn, giữ lưng thẳng nha, và xuống hơi sâu một chút, đừng bước quá ngắn, vì khi các bạn bước quá ngắn lực nó sẽ dồn vô đùi khá là nhiều ở người mới bắt đầu và chưa quen ở bài tập này. Hãy giữ đều hô hấp của các bạn, bước tới trước, hít thở đều ở bài tập này nha. Xuống hít vào, lên thở ra. Rồi, chúc các bạn tập tốt vào bài tập này. Và động tác nhảy xoay eo đá xoay thì chúng ta sẽ nhảy giơ chân lên cao và đá kết hợp eo của các bạn xoay ở động tác này. Hãy đếm đủ cái số lần số hiệp thực hiện ở bài tập này, giữ đều hô hấp, hít thở, lên xuống đáp bằng mũi chân của các bạn, giơ chân cao lên, giơ chân cao lên, giơ chân cao lên, giơ chân cao lên, đủ chưa? Đủ. À, rồi. Rồi, bắt đầu vào bài xếp bụng truyền tải dưới chân. Ở bài tập này thì đầu tiên là các bạn sẽ tập giữ co duỗi chân và để chân của bạn không chạm đất. Và sau đó các bạn sẽ lấy một cục tạ đơn phù hợp với mức tạ mức tập của bạn, truyền dưới lòng bàn chân, có thể dòng qua trái hoặc dòng qua phải đều được. Lưu ý, hãy tập và gồng cơ bụng để chịu lực khi ngã ra sau, không để lưng chạm đất hoặc không để chân chạm đất. Truyền giữ nhịp hít thở khi co vào thì thở ra, khi rãn ra thì hít vô nha. Hít thở đều, gồng cơ bụng, tập trung và điều khiển cho vô cơ bụng của bạn ở bài tập này. Rồi, hãy tập theo mức tạ, số lần và số hiệp theo chương trình và lịch tập của bạn. Chúc các bạn tập tốt ở bài tập này. Bắt đầu vào bài squat xếp tay trên vai. Đây là một bài tập cơ bản. Các bạn có thể tập với việc các bạn xếp tay hoặc các bạn đưa tay về phía trước để giữ thăng bằng, cả hai đều được. Rồi, hãy để rộng chân và squat xuống. Nhớ, khi bạn squat xuống hãy chú ý là cái phần đầu gối các bạn đừng đẩy dốc về phía trước nhiều quá, mà hãy giữ thẳng lưng, giữ thẳng lưng. Có thể các bạn nhìn vào gương để các bạn định hình, hoặc các bạn để tay gì các bạn sẽ rất dễ định hình, hoặc xếp tay trên vai nếu các bạn quen hơn. Rồi, giữ thẳng lưng, mắt nhìn về phía trước, xuống hít vào, lên thở ra. Hãy lưu ý cái phần mông của bạn sẽ hơi kéo về sau một chút, và nhớ là đừng có xuống lưng lưng ở khoảng này, mà hãy xuống hơi sâu một chút, xuống hơi sâu một chút như thế này mới vào phần cơ mông của các bạn nhiều hơn được. Xuống hít vào, lên thở ra nha. Rồi, chúc các bạn tập tốt. 15. Rồi, bắt đầu vào bài chống tay, nhảy rút gối xéo hai bên. Thì các bạn cần phải tập với cái tay chống trên sàn nhà, sau đó nhảy với đầu gối rút qua bên trái, rút qua bên phải, phải rút bên phải, rút bên trái. Tập khoảng 10 cái là được. Giữ nhịp đều hơi và hít thở, dồn trọng lực về phía trước, và không để cho cái phần mông và lưng của chúng ta quá cao. Và khi như vậy chúng ta tập mới vào được còn cơ bụng của chúng ta cần tập ở bài tập này. Rồi, đúng rồi chưa? Rồi, ok. Dạ, đó quá. Rồi, bắt đầu vào bài xếp bụng đạp xe trên không với khuỷu tay. Khi các bạn tập bài này, các bạn hãy nằm ngửa trên thảm, tay của bạn sẽ để hờ trên đầu và mở khuỷu tay ra. Các bạn sẽ để luân phiên chạm khuỷu tay bên trái, chạm đầu gối bên phải, xen kẽ với khuỷu tay bên phải, chạm đầu gối bên trái và xoay lên. Lưu ý là chân của các bạn sẽ không chạm đất và đạp liên tục. Rồi, ví dụ nếu bài tập của các bạn là 10 cái thì hãy tập 10 cái mỗi bên, xoay và mở khuỷu tay ra, chạm sâu vào, nhớ là gồng cơ bụng của các bạn để chịu lực ở bài tập này nha. Còn nếu mà các bạn không mở khuỷu tay nổi thì các bạn để hờ như thế này thôi, tập nó sẽ vẫn sẽ rất là vô. Và nhớ, càng nâng người các bạn lên cao càng tác động nhiều vào phần cơ bụng của bạn. Hãy hít thở đều ở bài tập này và lặp lại với số lần và số hiệp theo chương trình và lịch tập của các bạn. Chúc các bạn tập tốt. Rồi, bắt đầu vào bài tập lên đá thẳng chân đặt mông. Với bài tập này các bạn cần một tấm thảm và tư thế của bạn sẽ tập lên xuống. Điều đầu tiên là phần đầu gối ở phía ở đây thì các bạn sẽ giữ và hơi dồn người của các bạn về phía trước nhiều hơn. Cái phần lưng chỗ này á, các bạn sẽ hơi cong nhẹ xuống một xíu và lưu ý gồng chặt bụng để giữ thăng bằng. Rồi bây giờ chúng ta vào động tác. Thì với động tác này, ví dụ như các bạn tập khoảng 10, ví dụ như các bạn tập theo lịch của các bạn đây, mình lịch của bạn có khoảng 10 cái hay 15 cái mỗi bên chân, thì các bạn sẽ tập từng bên chân đến khi đủ một bên chân thì các bạn sẽ đổi bên. Rồi, khi các bạn duỗi chân nhì, cái phần chân của bạn sẽ giữ cái chỗ này nè, giữ cái chỗ này lên xuống,
để cái phần mũi chân nó không chạm sàn, và khi đưa lên sẽ đưa thẳng cái cánh chân lên với đẩy cái gót cao lên và gồng bằng cái phần cơ mông để cảm nhận, rồi lên xuống đó như thế này, xuống hít vào, lên thở ra. Lưu ý là ở cái phần lưng của các bạn gồng chặt cái phần bụng để các bạn giữ thăng bằng ở phần này, và cảm nhận cái phần cơ mông để gồng chặt và gồng siết cái phần cơ mông của các bạn lại. Đếm đủ số lần cho mỗi bên, ví dụ ở đây là 10 cái mỗi bên thì tập mỗi bên chân 10 cái, sau đó đổi bên kia và tập luôn phần còn lại. Dồn người về phía trước một xíu, hai cái khuỷu tay của các bạn cần phải khép lại một chút đó, các bạn sẽ giữ thăng bằng dễ hơn. Lên xuống lưu ý là cái phần mũi chân không chạm sàn nha, lên xuống và đẩy bằng cái gót chân, đẩy bằng cái gót chân, đẩy gót chân, gót chân, gót chân, đẩy đó, đẩy gót chân lên cao vậy nè, cái phần mông của bạn sẽ gồng nhiều hơn. Rồi chúc bạn tập tốt ở bài tập này. Rồi bắt đầu bài nhảy đảo chân hai bên. Với bài tập này các bạn lưu ý là các bạn lựa chọn cái khoảng cách khoảng tầm 1 đến 1,5 mét nhảy qua, hãy lựa chọn khoảng cách càng xa càng tốt, tập khoảng 10 đến 15 cái mỗi bên chân, nhảy qua, hít thở nhảy trán phải, hít thở đều ở bài tập này, giữ hô hấp nhảy một chân thôi, được rồi, nhảy giống như vừa rồi là được rồi, nhảy lại 5 cái nữa nào, nhảy qua, mặt xa ra xíu, thăng bằng, đúng rồi, chính xác, rồi. Rồi, bắt đầu vào bài xếp bụng tay chạm mũi chân với chân trên ghế. Với cái bài tập này thì các bạn cần một băng ghế để đặt chân của các bạn lên, hoặc các bạn có thể để chân trên giường của các bạn. Với bạn nào tập quen, bạn hãy cố gắng chạm tay và mũi chân, còn không thì các bạn sẽ chạm vào cổ chân của các bạn. Hãy lặp lại với số lần và số hiệp của lịch tập bạn. Ví dụ 10 cái thì chạm 10 lần. Xuống, hít vào, lên, thở ra. Gồng và co bằng cơ bụng của các bạn để làm sao mà gồng cơ bụng của bạn nâng lên, chạm mũi tay vào chân. Đó là cách tập rất là tốt. Rồi, hãy cố gắng tập đúng và gồng bằng cơ bụng của các bạn nha. Gồng và nâng cơ bụng của bạn lên, để tay chạm vào mũi chân. Hãy lặp lại với số lần và số hiệp theo chương trình và lịch tập của các bạn. Chúc các bạn tập tốt ở bài tập này. Và phải tập làm sao cho cảm nhận vô và đau của phần cơ bụng thì mới là đúng nha. Rồi, bắt đầu vào bài kéo móc tạ đơn, tập mông rộng chân sumo deadlift. Thì với bài tập này, điều đầu tiên là các bạn cần cầm tạ đơn, nhớ mang găng tay. Thứ hai là cái bàn chân của chúng ta sẽ để rộng, và động tác này chúng ta sẽ hơi gập người xuống. Rồi bắt đầu vào động tác. Rồi khi các bạn gập người xuống, mông của các bạn sẽ cố gắng giữ nó ở trên cao một xíu, giữ mông cao, cao và cao lên, cao và cao lên. Đúng rồi, giữ cái mông thiệt là cao lên và đẩy cái lực mông ra nhiều phía sau nhiều hơn. Giữ lưng thẳng, nhớ gồng chặt bụng và phần cơ vai tay để giữ cho tạ đơn thật rơi đúng một chỗ, không có bị lắc lư. Rồi xuống hít vào, lên thở ra. Cố gắng đẩy cái lực và cảm thấy bạn căng cái phần cơ đùi sau và phần cơ mông ra nhiều hơn. Rồi cố gắng tập tốt của bài tập này. Chúc bạn tập tốt. Rồi chúc bạn tập tốt nha. Rồi bắt đầu vào bài nhảy rút gối chạm bụng liên tục. Với động tác này thì điều đầu tiên khi mà trước khi vào động tác đồng bài cardio rất là nặng, các bạn cần phải làm mềm và thả lỏng chân, bởi vì là rút chân như vừa rồi dùng đi đang làm sẽ giúp cho các bạn quen với việc là lên xuống co phía trước đáp mũi chân, lên xuống co phía trước đáp mũi chân đó. Khởi động giống như chúng ta nhảy hip hop vậy đó. Rồi nhưng mà bây giờ chúng ta mới vô, chúng ta nhảy nè, chậm hai tay chân lại, nhảy rút đó, rút nhảy rút gối chạm ngực là như vậy đó. Rồi vô mới tập 5-8 cái thôi, vô nhắn nè, lên xuống đáp nhẹ nhàng mũi chân, ok nhắn nè, rút cao lên, rút chạm ngực luôn, ok đáng lên, đáng lên ba cái nè. Nhẹ nhàng thôi. Rồi ok, vậy rồi, rồi từ từ chúng ta quen nó sẽ tập tốt hơn. Rồi bắt đầu vào bài xếp bụng chữ V tầm cao. Với cái bài tập này các bạn sẽ lưu ý là các bạn sẽ duỗi hai tay của các bạn ra, tay không chạm đất và chân cũng không chạm đất. Khi các bạn sẽ xếp lên, các bạn sẽ cố gắng để làm sao tay của các bạn càng chạm cao lên cái phần đầu gối và chân của các bạn càng tốt. Nhớ, với người mới tập các bạn có thể thả chân xuống đất một xíu để từ từ quen. Nhưng mà khi quen hơn hãy cố gắng nâng càng cao càng tốt, gồng bằng cơ bụng của các bạn. Và nhớ đừng, các bạn càng không để chân chạm đất các bạn tập càng vô ở bài tập này. Hít thở đều khi gập lên, thở ra, xuống, hít vào.
Rồi, hãy lặp lại theo số lần và số hiệp theo chương trình và lịch tập của các bạn. Rồi, chúc các bạn tập tốt ở bài tập này. Rồi, bắt đầu vào bài bước tới trước luân phiên với tạ đơn tập mông đùi. Với cái bài tập này thì các bạn lưu ý là khi các bạn bước tới trước, các bạn sẽ bước luân phiên từng bên chân. Nhớ giữ lưng thẳng và đừng có dốc người của các bạn đi quá cái phần đầu gối ở đây nha. Giữ trọng tâm cơ thể của các bạn nằm ở giữa và nhớ xuống sâu. Vì khi như vậy các bạn tập mới vào mông được. Chứ còn nếu các bạn bước không đủ dài chân và không nhún sâu xuống thì các bạn sẽ tập vào đùi và to đùi đối với nữ nhiều hơn nha. Rồi, ok, với các động tác này các bạn nhớ giữ lưng thẳng, mắt nhìn về trước, hít thở đều ở bài tập này. Bước cầm mức tạ đơn và bước đủ số lần mỗi cái cho mỗi bên chân nha. Ví dụ như 10 cái thì là 10 cái mỗi bên chân. Rồi, hãy tập với mức tạ số lần và số hiệp theo chương trình luyện tập của bạn. Chúc các bạn tập tốt ở bài tập này. Bắt đầu vào bài lát chắc 4 nhịp kết hợp squat 2 nhịp. Đầu tiên chúng ta hãy tập bài lát chắc 4 cái, sau đó giữ tư thế này, squat xuống, nhúng 2 nhịp. Một cắn rồi, chúng ta sẽ lặp lại 10 cái như vậy. Các bạn hãy giữ đều hô hấp, giữ đều nhịp thở. Lưu ý là khi tập bài squat xuống thì các bạn hãy giữ lưng thẳng, không tập lưng về phía trước nha. Và nhún xuống cho cái phần mông nó xuống sâu một xíu thì khi đó nó mới tác động vào phần mông của các bạn. Rồi, còn ở cái động tác mà nhảy lát chắc, lên xuống đáp bằng mũi chân. Cả động tác này hãy giữ đều nhịp thở của các bạn. Lên xuống, giữ đều nhịp thở. Lùi lùi lại xíu. Rồi, ok, tiếp. 6 rồi. Xuống, đúng rồi. Đúng rồi. Giữ đều nhịp thở để tập bài tập này nha. Tám. Xuống. Chín. Mười. Ok, chúc các bạn tập tốt. Rồi, bắt đầu vào bài lướt bụng chạm mũi tay vô chân ở hai bên. Với cái bài tập này các bạn sẽ nâng người lên, gồng chặt cơ thể, cơ bụng của các bạn và không để vai chạm xuống sàn nhà. Lướt bụng cho lòng bàn tay chạm vào ngón chân ở hai bên. Ví dụ bài tập có 15 cái, tức là bạn tập 15 cái cho mỗi bên chân. Hãy hít thở đều ở bài tập này. Cảm nhận gồng và co cơ bụng ở hai bên và cơ chính giữa để gồng và tác động vào nhóm cơ bụng của các bạn. Rồi, giữ nhịp hít thở đều. Tập cho thiệt là vô vào mỗi cơ bụng của các bạn nha. Rồi, hãy lặp lại với số lần và số hiệp theo chương trình và lịch tập của các bạn. Chúc các bạn tập tốt ở bài tập này. Ok, rồi. Ok, bắt đầu vào bài nâng mông thanh đòn với tựa lưng vào băng ghế. Điều đầu tiên ở cái bài tập này là các bạn lưu ý là các bạn cần một miếng mút như thế này để gối lên cái thanh đòn, để giữ thanh đòn, bởi vì thanh đòn sẽ đặt lên phần hông của các bạn. Điều thứ hai là hãy lựa chọn mức tạ phù hợp với sức tập của bạn. Điều thứ ba là hãy làm sao cho băng ghế này chắc chắn nó không bị trôi đi, bị trượt đi về phía sau. Vì với nhiều phòng tập thì cái ghế này rất là nhẹ, hoặc các bạn tập ở nhà cái sàn này là sàn gạch men, nó không phải sàn cao su, thì các bạn cần lấy tạ hoặc cái gì đó các bạn chạm cái ghế cho nó giữ đủ nặng để nó không bị trôi, vì như vậy sẽ gây chấn thương cho các bạn nha. Cái ghế là cái điểm tựa, cái lưng vào để các bạn trụ thì nó phải cứng. Rồi, ok, bây giờ sẽ xỏ chân vô, các bạn sẽ nằm xuống như thế này. Rồi, các bạn này đã không đau cái phần hông ở phần cơ bụng dưới nha. Rồi các bạn sẽ xỏ chân vô. Rồi, đút chân vô. Rồi, vừa. Được không? Rồi. 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 Ok. Rồi, tạ nó hơi thấp một chút. Rồi, nâng lên, nâng lên. Lấy thế nâng lên. Rồi. Rồi, ok, các bạn sẽ tì vô cái phần lưng ở đây, vô cái ghế. Rồi, các bạn sẽ dùng lực cơ chân và mông để các bạn đẩy thanh đòn ngang lên, để làm sao cho phần hông của các bạn nó ngang so với cái mặt ghế. Khi các bạn nâng lên, các bạn gồng siết và khóa cơ mông của các bạn lại. Nhớ, gồng siết và khóa cơ mông của các bạn lại. Xuống hít vào, lên thở ra. Hãy tập với số lần và số hiệp lặp lại theo sức tập và mức tập của bạn nha. Rồi, chúc các bạn tập tốt ở bài tập này. Rồi, dạ. Rồi, bắt đầu vào bài nhảy jumping jack kết hợp chạy nâng cao gối.
thì các bạn cần hết sức là tập trung để vừa có thể chạy nâng cao gối, vừa nhảy jumping jack, tay lên xuống sát hông luôn. Đúng rồi. 20 cái, ít nhất là 20 cái ở bài tập này. 12 rồi, 13, 14, 15 giữ đều hô hấp 16, 17 giữ đều hô hấp 18, 19, 20. Rồi bắt đầu loạn chọn rồi. Rồi cố gắng tập tốt và đừng loạn chọn nha. Rồi, bắt đầu vào bài lên ngang xoắn bụng đường bên. Với bài tập này các bạn sẽ xuống với khuỷu tay của các bạn chống trên sàn nhà. Sau đó chân dưới đặt chân lên trên và bắt đầu nâng hông của các bạn lên. Bài tập này sẽ tác động vào nhóm cơ liên sườn ở dưới. Rồi, với người mới tập các bạn sẽ giữ yên hoặc là nhúng nhúng cơ thể của các bạn một xíu. Xoay, mỗi lần xoay xuống thì hít vào, vung lên, thở ra. Cố gắng gồng và nâng cái phần cơ hông của các bạn thật là nhiều. Bạn tập bao nhiêu cái bên trái thì bạn tập bấy nhiêu cái cho bên phải. Hãy cố gắng cảm nhận tập sâu vào cho cơ thể của các bạn nha. Rồi bắt đầu xoắn vô, nâng lên, gồng cái phần cơ eo. Tập làm sao bài tập này các bạn sẽ phải cảm thấy vô cái phần eo hai bên của các bạn thật là nhiều. Đấy, và cảm nhận vô, tập cho cái vô bụng vô, ly sườn hai bên. Rồi, hãy lặp lại với số lần và số hiệp theo chương trình bài tập của các bạn. Chúc các bạn tập tốt ở bài tập này. Rồi, và bài tập nhúng tại chỗ từng bên với việc cầm tạ đơn để tập phần cơ mông. Với bài tập này, điều đầu tiên là các bạn hãy cầm một mức tạ đơn phù hợp, bước hẳn lùi về phía sau và nhúng xuống tại chỗ, giữ yên cái vị trí này. Khi lưu ý là các bạn phải bước khoảng cách đủ dài để khi các bạn nhúng xuống, đầu gối của các bạn gần chạm xuống dưới đất. Và nhớ nhúng xuống, căng cái phần cơ mông và tập đều mỗi bên. Rồi, xuống hít vào, lên thở ra, xuống hít vào, lên thở ra, mắt nhìn về phía trước, giữ cái thăng bằng trọng tâm cơ thể của các bạn. Rồi, hãy tập và cảm nhận dùng cơ mông để đẩy lên, xuống hít vào, lên thở ra ở bài tập này. Rồi, chúc các bạn tập tốt ở bài tập này. Rồi, bài tập thể lực, đây là một bài đốt thể lực rất là lớn, đó là nhảy qua một vật cao khoảng 30-50cm. Khi mà các bạn nhảy thì các bạn sẽ cố gắng nhúng xuống và rút cái đầu gối chặt cao lên. Cái này cao chỉ cỡ 30cm thôi, nên khá là dễ. Càng tăng lên cao thì độ khó càng cao, nên hãy cố gắng tập thật tốt bài này để đốt được lượng calorie lớn nha. Xuống hít vào, lên thở ra, quăng người lên một xíu, rút cái gối lên, quăng người, hợp người xuống, quăng người lên. Rồi, giáp rồi, ok, giáp rồi. Rồi, bắt đầu vào bài gập bụng với chân được khóa lại và đẩy tạ đơn lên cao. Với bài tập này các bạn sẽ cần một cái vật ở chân bàn, chân ghế hoặc chân tủ để khóa chân của bạn, hoặc một cặp tạ để khóa chân như thế này nằm. Lưu ý, ở bài tập này lưng và vai của bạn sẽ không chạm sàn, mà bạn sẽ đẩy tạ lên thiệt là cao ở trên, sau đó ngã xuống, lưng gồng chạm và các bạn đẩy tiếp đi lên. Rồi, hãy lựa chọn mức tạ phù hợp với các bạn và cảm nhận gồng, co và siết cơ bụng của bạn khi tập ở bài tập này. Nhớ là xuống sâu một xíu rồi đẩy lên, lên, thở ra, xuống, hít vào. Rồi, hãy gồng thật chặt, cảm nhận và siết cơ bụng của bạn. Tập lại, tập đúng số lần và số hiệp, mức tạ theo chương trình và lịch tập của các bạn. Chúc các bạn tập tốt các bài tập này. Rồi, bắt đầu vào bài kẹp tạ đơn, đá ngang chân tập phần mông. Rồi, với bài tập này các bạn cần lưu ý là các bạn lựa chọn cái mức tạ đơn nó ở mức vừa và hợp lý với sức của bạn. Sau đó các bạn kẹp vào cái phần ở phía sau cái chân như nè, ở phía sau đầu gối á. Rồi các bạn trụ và chống tay hai lên trên sàn, giữ cứng, trụ bằng đầu gối. Khi các bạn nâng ngang, hãy cố gắng là nâng cái cạnh chân ngang như thế này và khóa cạnh ở phía trên, sử dụng lực cơ mông để nâng và nâng ngang lên, thở ra, khóa lại, xuống hít vào, lên thở ra. Bên trái tập bao nhiêu cái thì bên phải tập bấy nhiêu cái, tập đều hai bên với số lần và số hiệp theo chương trình và lịch tập của bạn nha. Rồi các bạn sẽ trụ xuống, nhớ là kẹp chặt vào, trụ chống tay trên sàn cứng, hơi ưỡn ngực lên một xíu, căng cái phần lực ở cơ mông. Sau đó đá ngang lên, xuống hít vào, lên thở ra, nâng ngang lên. Khi các bạn nâng ngang ở trên các bạn có thể hơi giữ lại một xíu nha. Rồi cố gắng hít thở đều ở bài tập này, xuống hít vào, lên thở ra. Đấy. Rồi, chúc các bạn tập tốt ở bài tập này. Rồi, bắt đầu chạy vào, chạy nâng cao gối tại chỗ.
chạy vừa chạy nâng ra gối vừa đánh tay. Tay của chúng ta sẽ đánh theo như thế này, nhớ là chúng ta không mở ngón tay, chúng ta hơi khép nhẹm ngón tay lại, lên xuống, chú ý là phần mũi chân khi các bạn co, duỗi chân lên, duỗi mũi chân lên, đánh tay kết hợp, duỗi mũi chân lên, đấy, đúng rồi, xích lại đây, rồi lại đây xếp, rồi, nhớ tập đều mỗi bên chân, giữ đều hô hấp ở bài tập này, giữ lưng thẳng nhìn về phía trước, rồi, chúc các bạn tập tốt ở bài tập này. Rồi, bắt đầu vào bài lướt tay chạm gối tập bụng. Với cái bài tập này các bạn lưu ý là các bạn sẽ còn một tấm thảm và các bạn sẽ nằm để chân co chân lại như thế này. Tay của bạn sẽ để trên đùi, tay các bạn sẽ để lên đùi. Rồi, khi các bạn lướt lên hãy cố gắng làm sao cho phần lòng bàn tay của các bạn chạm vào mặt đầu gối. Và khi lúc này các bạn thở ra, hãy lưu ý là cổ các bạn đừng bẻ cổ quá và mắt nhìn theo cái hướng đầu gối của các bạn để tránh bị mỏi cổ, đừng có nhìn lên trời. Nha. Khi co lên các bạn sẽ gồng và siết phần cơ bụng của các bạn lại một xíu. Nghĩa là bài tập này các bạn tập đúng khi các bạn tập cảm thấy căng vào phần cơ bụng của các bạn và cảm thấy không bị mỏi cổ. Rồi, hãy tập đúng số lần và số hiệu theo chương trình và lịch tập của các bạn ở bài tập này. Rồi, chúc các bạn tập tốt.